Chào tất cả các con học sinh. Các con học sinh lớp 5 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài ôn tập so sánh hai phân số. Câu A. Trong hai phân số cùng mẫu số. Này cùng mẫu số nè. Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Vậy phân số này có tử số là bé hơn. Hai nhỏ hơn 5, bé hơn 5 như vậy phân số này sẽ bé hơn cái này. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Như vậy tử số này cùng mẫu số. Tử số lớn hơn thì nó sẽ lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Nếu nó bằng nhau thì nó sẽ bằng nhau thôi. Ví dụ 5 phần 7 nó sẽ bằng 5 phần 7. Câu B, nếu so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng. Ví dụ, so sánh hai phân số 3 phần 4 và 5 phần 7, thì ta phải quy đồng. Ta quy đồng mẫu số chung của nó là sẽ là mấy đây? Mẫu số chung của nó là 4 nhân 7 là 28. Vậy bên này mình sẽ nhân cho 7. Bên này nhân cho 7. Bên này mình nhân cho 4. Mình nhân cho 4. Đây, người ta nhân cho 7 đây. Thấy không? Ta nhân cho 7 nè. 3 phần 4 nè. 3 phần 4, 3 phần 4 nhân cho 7 nhân 7. 4 phần 7 là 28. 3 phần 7 21 bằng 21 phần 28. Bên này muốn thành 28 thì nhân cho 4. 7 phần 4 28. 5 4 20. Nhớ là nhân cùng một số à, 44 nè. Nhân ra 77 nè. Như này 3 phần 4 sẽ bằng 21 phần 28. 5 phần 7 sẽ bằng 20 phần 28. Mà 21 phần 28 thì lớn hơn 20 phần 28. Vì 21 lớn hơn 20. 21 lớn hơn 20 cho nên 21 phần 28 lớn hơn 20 phần 28. Mà 21 bằng 28 thì bằng 3 phần 4. 20 phần 8 bằng 5 phần 7. Này là bằng 3 phần 4 nè. 20 phần 8 bằng 5 phần 7 nè. Thì 21 phần 8 lớn hơn 10 phần 8 thì 43 phần 4 sẽ lớn hơn 5 phần 7. Đó. Rồi ta qua bài tập số 1. Ta thấy 4 phần 11 và 6 phần 11. 4 nhỏ hơn 6. Cho nên 4 phần 11 nhỏ hơn 6 phần 11. Mười 15 phần 17 và 10 phần 17. Cùng mẫu số là 7 và 7. 15 lớn hơn 10. Cho nên 15 phần 17 lớn hơn 10 phần 17. 6 phần 7 và 12 phần 14 thì ta chưa so sánh được. 6 phần 7 này thì ta phải bằng nè. Nhân cho 2 được là 12 phần 14. À như vậy 12 phần 14 bằng 12 phần 14 cho nên đây là bằng bằng nhau. À. 2 phần 3 và 3 phần 4 là mẫu số chung của nó là 12. 2 phần 3 sẽ bằng 2 phần 3 nhân cho 4 rồi nhân cho 4 bằng 8 phần 12. 3 phần 4 sẽ bằng 3 nhân 3 4 nhân 3 9. 8 nhỏ hơn 9, tức là 8 phần 12 nhỏ hơn 9 phần 12. Cho nên 2 phần 3 sẽ nhỏ hơn 3 phần 4. Viết các phân số sau từ bé đến lớn. Thì phân số đây sẽ bằng mình nhân cho 2. Nhân cho 2. Là đây sẽ là 2 nhân 2 là 16, 16 phần 18.
Này mình nhân cho 3. 5 x 3 là 15. 6 x 3 là 18. Này 5 phần 6 sẽ bằng 15 phần 18. 8 phần 9 sẽ bằng 16 phần 18. Cái này là 17 phần 18. Như vậy số nào là số nhỏ nhất? Số 15 phần 18 là nhỏ nhất, tới 16 phần 18. Như vậy số nhỏ nhất từ bé đến lớn là mình biết là 5 phần 6 là nhỏ nhất, đến 8 phần 9, đến 17 phần 18. Đó. Rồi, đây 1 phần 2 thì mình quy đồng mẫu số chung là 8 thì mình nhân cho 4. 4 là ra 4 phần 8. Nhân cho 4 là 4 nè, nhân 4 là 8 nè. Đây mình nhân 2, mình nhân 2 nè, 3 x 2 là 6 nè, 4 x 2 là 8 nè. Như vậy đây 4, 6, 8 thì cái số nhỏ nhất là 4 phần 8, tức là 1 phần 2. Tới 5 phần 8. Mà tới 3 phần 4. Số này là nhỏ nhất. Đến 5 phần 8 đến 3 phần 4. Đó, như vậy mình sắp xếp như vậy. Khi nó cùng mẫu số chung rồi thì mình mới so sánh được. Cùng mẫu số rồi á, thì mình so sánh tử mà nó nhỏ thì nó nhỏ hơn. Tử số mà nó lớn hơn thì nó lớn hơn. Ba qua, ôn tập so sánh hai phân số tiếp theo. Câu số 1. 3 phần 5 và 1. 3 phần 5 thì 3 tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số này nhỏ hơn 1. Chưa? Rồi. 2 phần 2 và 1. 2 phần 2. 2 phần 2 là tử số bằng mẫu số thì nhân bài phân số này bằng 1. Tử số lớn hơn mẫu số thì phân số sẽ lớn hơn 1. Bởi vì cái này chia ra sẽ là 2 phích mấy rồi. 2,05 nè. Tử số nhỏ hơn mẫu số là cái phân số này nhỏ hơn 1. Thế tức là 1 lớn hơn này. Đây. Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1 bằng 1. Thì phân số lớn hơn 1 là nó có tử số lớn hơn mẫu số. Phân số bé hơn 1 là có tử số nhỏ hơn, bé hơn mẫu số. Phân số bằng 1 là có tử số bằng mẫu số. Phân số lớn hơn 1 này là có tử số lớn hơn mẫu số nè. Phân số bé hơn 1 là có tử số nhỏ hơn mẫu số nè. Phân số bằng 1 là có tử số bằng mẫu số. Bây giờ câu số 2. So sánh hai phân số này. Thì phân hai phân số này thì ta phải quy đồng lên rồi. 2 phần 5 sẽ bằng mấy? Nhân cho 7. 2 x 7 là 14. 5, 7, 35. Nên mình nhân ra 5 này, chỗ này nó sẽ là 10. 5, 7, 35. 14 phần 35 lớn hơn 10 phần 35. Cho nên chỗ này là lớn hơn. Cái này mình nhân cho bài này chúng ta có thể làm cách khác em, không cần làm cách này. Mình thấy phân số này có cùng tử số thì mẫu số mà nó nhỏ hơn á, thì phân số đó sẽ lớn hơn. Được chưa? À, như bên đây này là mình thấy là cùng tử số nhưng mà mẫu số bên đây lớn hơn. Mẫu số mà lớn hơn thì phân số nhỏ hơn. À, tử số lớn hơn thì phân số lớn hơn. Mà mẫu số lớn hơn thì phân số nhỏ hơn. Cho nên cái 5 phần 9 sẽ nhỏ hơn 5 phần 6. Đây cũng cùng tử số này. Nhưng mà mẫu số bên này nhỏ hơn đây thì phân số bên này sẽ lớn hơn. Ngược lại nghe chưa? Rồi. Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số. À, như vậy hai phân số có cùng tử số
Phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn. Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn. Nó ngược, nghịch lại. Rồi, câu số 3. Phân số nào lớn hơn? Vậy câu số 3 này là mình thấy tử cũng không bằng nhau mà mẫu cũng không bằng nhau thì mình phải quy đồng rồi. Quy đồng cho 4 lần 7 là 28 nè. Nhưng mà đây nhân cho 7, đây nhân cho 7 là 3 lần 7 21, 4 lần 7 28. Như vậy 21 phần 28. Đây là 21 phần 28 nè. Đây nhân cho 4, đây nhân cho 4, 4 lần 5 20. 4 lần 7 28. 21 phần 28 thì lớn hơn 20 phần 28. Cho nên cái số bên này lớn hơn số bên đây. Này mẫu số chung là bao nhiêu? Bài này ta có thể quy đồng mẫu số chung hoặc là tử số chung cũng được. Ta quy đồng tử số chung này là đây là sẽ là 4 phần 2 nhân 2 là 4 nhân 4 phần 14. Đây là 4 phần 9. Nhân 2 là 4, nhân 2 là 14 nè. Mà mẫu số bên này cùng tử số, mẫu số này lớn hơn thì phân số này nhỏ hơn. Vậy phân số này sẽ nhỏ hơn. À, phân số bên này thì 5 phần 8 là phân số nhỏ hơn 1. Bởi vì có tử số nhỏ hơn mẫu số. Còn 8 phần 5 thì lớn hơn 1. Vì tử số lớn hơn mẫu số. Một số thì nhỏ hơn một, một số thì lớn hơn một, thì cái số nhỏ hơn một này nó phải nhỏ hơn cái số lớn hơn một. À. Bài số 4. Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị 1 phần 3 số quả quýt đó. Cho em 2 phần 5 số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn. Như vậy đây mình chưa so sánh được. Mình phải quy đồng mẫu số chung là 3 nhân 5 là 15. 1 phần 3 nè, sẽ bằng nhân cho 5 vô nè, sẽ bằng 5 phần 15. 2 phần 5, mình nhân 3 là bằng 6, mình nhân 3 là 15. 5 phần 15, thì nhỏ hơn 6 phần 15. Nên 1 phần 3 thì nhỏ hơn 2 phần 5. À, 1 phần 3 nhỏ hơn 2 phần 5. Như vậy mẹ cho chị là ít. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn. 1 phần 3 nhỏ 2 phần 5, tức là 2 phần 5 này lớn hơn 1 phần 3. Mà 2 phần 5 thì của em, 1 phần 3 thì của chị, cho nên mẹ cho em nhiều quýt hơn. Vậy mẹ cho em nhiều quýt hơn. Nhiều quýt hơn. Rồi, như vậy cái phần ôn tập so sánh hai phân số của chúng ta đến đây đã hết rồi các em. Xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.